Xin chào tất cả mọi người, lại được gặp mọi người. Hôm nay tôi sẽ review món cá phơi khô mà anh em tôi tự làm. Không biết là có ngon không đây? Để từ từ rồi thưởng thức xem sao. Mời mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Nướng hết luôn hả? Nướng mấy con nhiều nhiều ớt rất ngon kìa. Em quay nhiều cái video ghép vô. Bỏ tiếng xem ghép vô, ghép nhạc vô. Cần gì bỏ tiếng? Bỏ tiếng xem. Ui. Thơm đấy. Mùi tỏi ớt rồi nó mùi thơm đúng không? Nhưng mà để gần quá dễ cháy không? Mùi thơm lắm. Tại mình nướng cần than quá. Còn đó trái ớt cháy đen à. Tự làm có sao ăn vậy. Kê cao cao lên. Em lấy cái cây hay cục gạch gì bỏ vô đây nè. Có đây có cục gạch nè. Đấy cục gạch nè. Đó. Xong rồi gác nóng, rồi cẩn thận nóng. Gác cái đó vô. Thấy không? Xa quá nhỉ. Ui nóng đấy. Nóng rồi. Đây đây đây. Hợp lý không? Đó. Cao quá. Cao quá hả? Thả đây, kéo ra kéo ra. Ô, để được rồi. Đó. Cao cao tí cho nó đỡ cháy. Mùi thơm đấy. Trở liên tục lại con nó như con đó trở lại. Để trong đó trở không được lấy kẹp trở. Đó. Rồi dưới mặt dưới vàng hả? Đó, trở lại. Hấp dẫn quá hấp dẫn. Lại con cá khô có sức mạnh phi thường, làm say một số người. Nướng hết luôn cho rồi. Nướng hết đi. Ai ăn ăn. Mai phơi cái khác. Nướng hết nhiều quá nhỉ. Nhiều không? Thôi nướng hết đi. Trở cháy. Có con cháy á. Hả? Con ngoài đây này. Này. Nướng cho nó kỳ kỳ cho nó chín chín tí để nó sống. Khô quá hay sao á, tại mình phơi khô quá hay sao á. Dạ. Đúng không? Em khô
khô tới phơi tới 2 ngày rưỡi thôi. Phơi hơi khô. Như con này nướng cái nó nở, nó nứt cái, mấy con này nó nứt cái mặt da ra này. Mà chỗ nào có trái ớt, trái đen hết trái ớt. Nhưng mà thơm, thơm lừng à. Cái này hôm qua ướp là có đường không? Có, ít đường. Ít đường. Chi ớt, mắm. Bột ngọt. Bột ngọt. Lại ớt. Nói chung gia vị vừa ăn. Dạ. Chỗ mấy cái bụng này đâu, còn chưa, kiểu như chưa chín này đâu. Lát nữa mình trở cái chỗ lại, mình nướng chỗ nó kỹ lại. Để thử con đầu tiên nè. Ui, dòng tan như bánh tráng. Phơi khô quá khô. Vừa ăn á, không mặn đâu. Nhưng mà cái này cay thêm một tí nữa thì ngon. Dưới đất dòng tan đi bài. Ăn lát nữa uống nước. Ăn nhân đấy. Chín một con à? Chín con. Con nó khô quá. Nó cong. Tại cái này, cái nục này nướng kiểu như phơi xong nó nhanh khô, mà khô nướng cứng cái thịt cá. Ngon á. Ngon mà. Một mẻ nó nữa hết không? Hết. Không, cái này có ớt bột. Nó đều cá. Còn không phải phải xay hoặc là băm nhuyễn ớt này ra. Ớt bữa hơi ít tí, bữa nấu hết. Coi ngã cái lỗ. Kéo thang ra. Cái này nó khô rồi nên nó cũng nhanh chín. Kéo thang đều thang ra. Con này nướng mà nó nứt, khô quá nó nứt cá ra luôn. Để quay Tùng lên trên YouTube xong rồi ai có nhu cầu ăn cá khô liên hệ với Nguyễn Thanh Tùng.